Xin chào các bậc phụ huynh, chào các bé. Hôm nay tôi xin chia sẻ tới các bậc phụ huynh video dạy trẻ làm quen chữ cái tại nhà. Đồng hành với tôi ngày hôm nay là sự có mặt của bé Sa Khánh. Xin chào. Để thực hiện được hoạt động này, các bậc phụ huynh cần chuẩn bị cho con những tấm bìa cắt tông để viết chữ cái với nhiều kiểu chữ khác. Ngoài ra, trong gia đình, các bậc phụ huynh cũng có thể chuẩn bị những viên sỏi và những hộp đất nặn để cho trẻ thực hiện. Khánh ơi, còn hãy nhìn xem cô có chữ gì đây? Cô chưa có chữ H. Đây là chữ H đấy. Vậy con hãy phát âm cho cô nào. H, H, H. Rất giỏi. Cô nhận xét gì về đặc điểm cấu tạo của chữ H? Cô thưa cô, chữ H có hai nét. Đó là những nét gì nhỉ? Cô thưa cô, một nét thẳng đứng và một nét móc. Chữ H gồm có hai nét, một nét thẳng và một nét móc ở phía bên phải của nét thẳng đấy. Khánh phát âm lại cho cô nào. H, H, H. Rất giỏi. Vậy Khánh hãy nhìn xem đây là chữ H gì? Cô thưa cô, H in thường ạ. Đây là chữ H in thường đấy. Vậy bây giờ Khánh hãy quan sát xem cô có chữ H gì đây? Cô thưa cô, H in hoa. Rất giỏi. Đây là chữ H in hoa đấy. Khánh hãy quan sát xem cô có chữ gì đây nhỉ? Cô thưa cô, H viết thường. Đây là H viết thường đấy. Vậy bây giờ cô sẽ đọc chữ H gì thì con hãy chỉ vào chỗ H đấy nhé. Nào, chỉ cho cô H in hoa nào. H in thường và H viết thường. Đây là H in thường, còn đây là H in hoa và đây là H viết thường. Tùy chúng có nhiều cách viết khác nhau nhưng đều đọc chung là H. Con hãy cất các chữ theo hiệu lệnh của cô nhé. Con hãy cất cho cô chữ H in thường nào. Con hãy cất cho cô chữ H viết thường nào. Vậy bây giờ con hãy quan sát xem trên bàn còn chữ H gì đây? Con thưa cô, H in hoa. Con hãy cất cho cô chữ H in hoa nào. Vừa rồi Khánh và cô đã cùng tìm hiểu về chữ H. Bây giờ Khánh hãy nhìn xem cô có chữ gì đây? Cô thưa cô, chữ K. Đây là chữ K đấy. Khánh phát âm cho cô nào. K, K, K. Rất giỏi. Và khi phát âm, Khánh hãy chú ý nhé. Chữ K là phát âm mở miệng này và dồn hơi nhẹ. Còn cô nhận xét gì về chữ K nào? Cô thưa cô, chữ K gồm 3 nét. Chữ K gồm 3 nét đấy. Con hãy chỉ xem 3 nét đó là những nét gì nhỉ? Cô thưa cô, một nét thẳng và hai nét xiên ngắn. Chữ K gồm 3 nét, một nét thẳng và hai nét xiên ngắn ở phía phải của nét thẳng đấy. Khánh phát âm lại cho cô nào. K, K, K. Con hãy nhìn xem đây là chữ K gì? Cô thưa cô, K in thường. K in thường. Và bây giờ cô có chữ K gì đây? Cô thưa cô, K in hoa. Rất giỏi. K in thường và K in hoa. Con hãy quan sát xem cô còn chữ gì đây? Cô thưa cô, K viết thường. Con hãy chỉ tay và đọc lại các chữ cho cô nào. K, K, K. K in thường đâu nhỉ? K viết thường và K in hoa. Khánh ơi, đây là ca in thường, ca in hoa và ca viết thường. Tùy viết có nhiều cách viết khác nhau nhưng chúng đều gọi chung là ca. Còn hãy nhặt chữ và đề vào số cho cô nào. Cô thưa cô, đây là chữ ca in thường. Rất giỏi, con đề vào số nào. Cô thưa cô, đây là chữ ca viết thường. Rất giỏi. Và còn đây là chữ ca gì nhỉ? Cô thưa cô, K in hoa. Vậy con hãy cất chữ K in hoa vào số cho cô nào. Cô con mình đã tìm hiểu về chữ H và K. Vậy bây giờ cô và Khánh cùng chơi một trò chơi nhé. Khi cô đọc đến chữ gì thì Khánh hãy chỉ vào chữ đấy và phát âm thật to nhé. Chỉ cho cô chữ H nào. Khánh phát âm nào. H. Tìm cho cô chữ K nào. Khánh phát âm nào. K. Đây là chữ H và chữ K. Khánh ơi, con hãy nhìn xem cô có gì đây. Cô thưa cô, đất nặn. Hôm nay cô đã chuẩn bị cho Khánh đất nặn đấy. Với đất nặn thì con sẽ làm gì nhỉ? Cô thưa cô, con sẽ nặn chữ H và chữ K. Con sẽ nặn chữ H và chữ K. Vậy trước khi nặn thì con phải làm gì?
Thưa cô, con phải làm dẻo đất. Trước khi nặn chữ H và chữ K, con phải làm dẻo đất. Vậy con bắt đầu làm đi. Con bắt đầu làm mềm đất nào. Đúng rồi, con làm mềm đất ra này. Khánh ơi, bây giờ con sẽ nặn chữ gì trước? Qua thưa cô, chữ H. Giờ con sẽ nặn chữ H. Vậy để trước khi nặn được chữ H thì con sẽ nặn nét gì trước nhỉ? Qua thưa cô, nét thẳng đứng. Con nặn nét thẳng. Vậy bây giờ con bắt đầu làm nào. Con đã nặn được nét thẳng chưa? Rồi ạ. À, tiếp theo con sẽ nặn nét gì nhỉ? Nét móc. Con sẽ nặn nét móc. Vậy con tiếp tục làm nét móc nào. Còn nối giữa nét móc và nét thẳng với nhau để tạo thành chữ H. Vậy Khánh đã nặn được chữ gì đây? Qua thưa cô, chữ H. Con còn muốn nặn chữ gì nữa không? Qua thưa cô, chữ K. Vậy thì con hãy nặn chữ K nào. Để nặn được chữ K, trước tiên con sẽ nặn nét gì trước? Qua thưa cô, nét thẳng. Con sẽ nặn nét thẳng trước. Con đã được nét thẳng chưa? Và tiếp theo con sẽ nặn nét gì? Con nặn nét gì nhỉ? Nét xiên ngắn. Để làm thành hai nét xiên ngắn, con hãy chia nhỏ đất ra nào. Vậy con hãy làm một nét xiên ngắn đi. Rất giỏi. Vậy con đã nặn được chữ gì đây? Qua thưa cô, chữ K. Khánh đã nặn được chữ K. Và hôm nay Khánh đã nặn được chữ gì đây nhỉ? Hờ ca. Hờ và ca. Hờ và ca. Con chỉ vào phát âm cho cô nào. Hờ ca. Con rất là giỏi. Khánh ơi, con nhìn xem cô có gì đây. Qua thưa cô, sỏi. Đây là những viên sỏi đấy. Vậy với những viên sỏi này con sẽ xếp gì nhỉ? Qua thưa cô, chữ H và chữ K. Con sẽ xếp chữ H và chữ K. Vậy bây giờ con hãy xếp chữ H và chữ K nhé. Trước tiên để xếp được chữ H, con sẽ xếp nét gì trước nhỉ? Qua thưa cô, nét thẳng đứng. Đúng rồi, nét thẳng. Bây giờ con sẽ xếp cho cô nét thẳng nào. Con hãy xếp sát những viên sỏi với nhau nhé. Tiếp theo con sẽ xếp nét gì nhỉ? Con nét móc. À đúng rồi, con xếp nét móc đi nào. Vậy là con đã xếp xong chữ gì đây? Chữ H. Con đã xếp được chữ H rồi đấy. Tiếp theo con sẽ xếp chữ gì nữa? Qua thưa cô, chữ K. Con sẽ xếp chữ K, vậy con hãy xếp chữ K nào. Để xếp được chữ K, trước tiên con phải xếp nét gì trước? Qua thưa cô, nét thẳng. Con hãy xếp nét thẳng trước nhé. Tiếp theo, con sẽ xếp nét gì nữa nhỉ? Qua thưa cô, nét xiên ngắn. Con sẽ xếp hai nét xiên ngắn để tạo thành chữ K đấy. Khánh ơi, vậy là cô đã xếp được chữ gì đây? Con thưa cô, chữ H và chữ K. Con hãy đọc to chữ H và chữ K cho cô nào. H, K. Khánh rất là giỏi đấy. Kính thưa các bậc phụ huynh, vừa rồi tôi đã chia sẻ tới các bậc phụ huynh cách dạy trẻ làm quen chữ cái tại nhà. Kính chúc các bậc phụ huynh và các bé thành công. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.